một khách sạn 4 sao tại đường biển Võ Nguyên Giáp có 203 phòng nghỉ. Theo quản lý khách sạn, tất cả số phòng đã được khách đặt hết từ đầu tháng 1 cho dịp bắn pháo hoa quốc tế vào cuối tháng 4 này, tức là đặt trước hơn 3 tháng. Giá phòng chúng tôi hiện nay là bán khoảng 1,8 triệu một phòng, giá thấp nhất. Nhưng mà đến mùa pháo hoa chúng tôi tăng lên cỡ 20%. Hiện nay số lượng phòng tôi đã đặt kín từ hồi đầu tháng 1 năm 2015. Số lượng phòng đến hôm nay là chúng tôi không còn phòng để bán nữa. Về phía các đơn vị lữ hành, Sài Gòn Tourist cho biết kết hợp với ngắm pháo hoa là hoạt động du lịch tại những địa danh của Đà Nẵng và các tỉnh lân cận trong đợt nghỉ dài ngày. Do đó khách đến Đà Nẵng dịp cuối tháng 4 tăng cao. Riêng Sài Gòn Tourist đã đặt giữ phòng cho khách tổng số là 1.200 phòng. Và tất nhiên, việc đặt phòng này cũng đã phải triển khai từ rất sớm. Đối với các dịch vụ về phục vụ khách nhân dịp pháo hoa 30 tháng 4 thì chúng tôi đều đã triển khai trước. Hầu như là các dịch vụ đều được triển khai là 2014. Và đối với khách sạn thì chúng tôi phải đặt cọc trước. Khách sạn họ yêu cầu đặt cọc trước 3 tháng, 4 tháng so với lại những năm trước. Hiện tại Đà Nẵng có 448 khách sạn với tổng số 16.260 phòng. Để tránh tình trạng chặt chém, tăng giá quá mức, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bình ổn giá thị trường trong thời gian diễn ra các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế và dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, các cơ sở lưu trú không được phép tăng giá phòng quá 50% so với mức giá bán ngày thường, thực hiện niêm yết công khai tại quầy lễ tân. Và cho đến nay, hầu hết các cơ sở lưu trú đã gửi bảng niêm yết giá về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp phát hiện có thay đổi so với lại là bảng niêm yết giá thì đề nghị các đơn vị lữ hành, du khách liên hệ các số điện thoại đường dây nóng mà hiện nay chúng tôi đã công khai tất cả các bảng giá này trên tất cả các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, các website, các báo đài, có tất cả là 9 số điện thoại đường dây nóng. Cho nên là nếu trong trường hợp nào phát hiện thì là đề nghị các cơ quan lữ hành, các du khách kịp thời phản hồi về để mà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với lại là Sở Công Thương có xử lý nhất định đối với lại là các đơn vị vi phạm. Lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ thêm một cơ hội để quảng bá về du lịch Đà Nẵng. Và rõ ràng, các cơ quan chức năng cần rốt ráo làm tốt việc kiểm soát, bình ổn giá thị trường nói chung, giá dịch vụ lưu trú nói riêng để tránh ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch của thành phố biển.